Hello mọi người, vậy là tối qua hai vợ chồng Lộc đã ăn cái con cua này mà mấy cái càng là đã no rồi, còn còn cái con ba cái ba đì của nó thì mình còn chưa có ăn tới nữa. Vậy thì hôm nay Lộc sẽ gửi cái thịt của con ba đì này mình chiên với cơm để mình ăn nha. Ok, bây giờ mình sẽ gửi cái thịt của nó ra nha. Ồ, không biết gửi thế nào, để mình coi nè. Cái con cua này nó có gai nha mọi người phải kỹ ha, gai nó đâm vào tay rất là đau á, thế là sẽ cắt cái đây nè. Mình chỉ cần cắt một chút xíu thì gửi được ra liền mọi người. Wow. Đây nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ cái vỏ này thì mình để nguyên như thế này để chút mình bỏ cơm vào cho nó đẹp ha, trang trí cho nó đẹp ha. Mấy cái phần này thì mình cắt đi mọi người, cái phần này mình ăn không được à, mình cắt mình bỏ đi ha. Rồi, ủa trong này nó có cái càng nhỏ này mọi người, hai cái thôi, không biết càng hay là cái râu của nó ở cái càng, chắc hai cái càng nhỏ này. Rồi, ok, mình sẽ cắt đôi cái ba đì của nó ra. Cua này rất là mềm, rất là dễ cắt nha mọi người. Oh my god. Đây nha mọi người. Wow, quá trời trứng, quá trời. Vẫn còn rất là nhiều thịt nha mọi người. Đó, vậy mình sẽ gỡ nó ra hết ha. Đây mọi người ơi, sau khi tách xong nè, Lộc còn được một đĩa cua, thịt cua này quá trời ha. Rất là nhiều thịt luôn mọi người. Đó, nhìn ngon chưa? Cái vỏ mình giữ lại chút nữa mình cho cơm lên trên cho đẹp nha mọi người. Mọi người ơi, như vậy là Lộc đã xào xong cái cơm mà với cua với các loại rau củ quả nha mọi người. Đó, bây giờ Lộc đã cho vào vỏ cua rồi, khá là đẹp rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cho phô mai lên trên để mình nướng ha. Bây giờ mình sẽ cắt phô mai ha. Cắt phô mai một lớp mỏng mỏng nè. Để mình bỏ lên trên mình nướng lại ha. Đó. Cái món này thì phải cắt phô mai ấy chỉnh thì ăn mới ngon được. Oh my god. Rồi, cái này bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng để nướng cho nó tan chảy cái phô mai ra thì mình ăn ha. Ok, mình sẽ cho vào lò nướng nha mọi người. Nướng, rồi mình nướng ở 400 độ F trong vòng 5 phút nha mọi người. Đó, cook time nè. Mình sẽ nướng 5 phút thì đủ ha. Start nè, rồi ok. Bây giờ mình chờ đợi để chút nữa ăn nữa là được ha. Nó đã ở bên trong rồi.
5 phút mà Lộc đã nướng với phô mai á, thì bây giờ cái phô mai mình đã tan chảy và có một lớp cháy vàng nhẹ ở trên này tạo cái vị thơm ngon ha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ này. Đó, lấy cái cô này bỏ vô cái dĩa này ha để mình mang ra ăn cơm ha. Ok, mọi người ơi, Lộc đã hoàn thành cái bữa cơm tối rồi nè. Cái đây cơm chiên và bỏ trong vỏ cua ha, có thịt cua ở trong nữa mà có thịt cua nhiều quá nên là Lộc sẽ bỏ riêng cái thịt cua này để mình quay microwave cho nó nóng thôi ha. Đó, bây giờ có cái muỗng này mình bỏ lên trên để mình lấy ha. Đây đẹp chưa? Đẹp đấy. Đẹp quá trời đẹp. Đó, không có quay được, khoan từ từ. Từ 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 từ. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Đó. Rồi mình đã quay. Ok, mình đã Em xong rồi. coi mấy cái gạch nè, cua gạch nè. Cua gạch nè. Trời Cua quá trời cua gạch ha. gạch nè. Trứng phải Trứng á, không? trứng là kêu gạch á. Gạch đúng rồi. Quá trời trứng và còn rất là nhiều thịt nha mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ ăn cái món này là cơm chiên thịt cua ha, với lại cua rồi uống nước thơm nha mọi người. Đó, trải nghiệm bằng nho ha. Rồi. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người ăn cơm tối với hai vợ chồng Lộc nha. Biết từ anh đi. Ok. Đó, bữa nay mình có món cua cua hôm qua đó, gửi thịt đó. Hồi nãy còn nhiều thịt cua quá nên là không có chiên hết vào cái cơm này. Lộc chỉ lấy một phần nhỏ để chiên với cơm thôi. Còn lại là mình quay với microwave á, quay lò vi sóng. Cung hoàng tế ha, Ba thấy điều. thấy thì ngon rồi. Ok. Okay. Mình quay lò vi sóng cho nó nóng ăn thôi nha mọi người. Có một lớp phủ phô mai đẹp quá ha. Rồi bây giờ ăn đi. Rồi ngoài ra nhà mình sẽ uống với nước ép thơm nha mọi người. Đó. Mời các bạn ăn ha. Phải nói gì không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mời các bạn ăn tối với gia đình mình. Rồi. Ok. Mời mọi Ngon. người nha. Ngon thì ngon ạ. À. Cua gặp đó. Có muốn chấm thêm cái gì không? Nên Cái ngọt cua nó đã có cái độ ngọt của thịt cua và có chút xíu mặn mặn của biển đó mọi người, rất là dễ ăn, rất là ngon rồi. Mình nào khỏi coi cần cua gặp gạch cua. Ok, nước ép thơm là cực kỳ ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe đó mọi người. Một chai thơm á là Lộc ép được 1.000 ml nha mọi người, đầy một cái tô này là một cái 1.000 ml đó. Đó, mình uống rất là tốt cho sức khỏe đó mọi người. Rồi Chúc mừng mình uống không hết, mình sẽ bỏ tủ lạnh ngày mai mình uống nữa. Rồi mình sẽ ăn đi. mình sẽ thử cái này ha. Món này thì mình học nhà hàng á. Nhà hàng đó cua đó làm hai món ba món, một món là xào con vậy á. Trong này là có rất là nhiều rau củ quả, có bắp nè, có măng tây nè, cà rốt nè, hành nè, tỏi nè, rồi xong là có rau mùi nữa đó, cua rồi cơm, có rất là nhiều ha. Ngon. Ngon không? Ngon. Wow, mời mọi người nha. Cái món này cũng là lần đầu tiên Lạc làm đó mọi người. Mình đã đi ăn nhà hàng và thấy người ta làm như thế này thì về mình copy thôi mọi người, chứ không phải là món chính, món mình tự nghĩ ra ha. Mình học theo nhà hàng thôi mà. Không biết có ngon bằng nhà hàng không, ngon hơn hay không, Ngon hơn, ngon bằng, ngon hơn. ngon hơn. Nhà hàng bỏ mì chính nhiều quá. Ở đây mình không có bỏ mì chính gì hết mọi người, Lộc có bỏ một chút xíu nước mắm thôi, tại vì cái thịt cua nó đã hơi mặn rồi đó, thì mình sẽ bỏ chút xíu nước mắm và một chút xíu bột nêm nha mọi người. Đó, chứ không có xài mì chính, tại vì rau củ quả bắp của mình và cà rốt là nó đã có vị ngọt rồi, mà bình thường là cũng sẽ không có. Ấy, nước này uống chung đi. Ok, anh muốn bỏ riêng hả? Bỏ riêng cũng được. Đó, nó đã bình thường mình cũng không có nấu mì chính nha mọi người. Mọi người, mì chính là thực sự là không có tốt nên mọi người nên hạn chế xài mì chính ha. Sau thay vì nấu mì chính đó, mình xài những cái loại rau củ quả giống như cà rốt nè, củ cải nè, rồi là măng tây để nó tạo cái vị ngọt cho món ăn của mình ha. Bắp nữa, bắp 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 ngô á, hạt ngô đây nè. Bắp ăn rất là ngon mọi người.
Mời mọi người nha, ăn thử. Ồ, biết tưởng là có miếng thịt cua dữ không? À. Cho anh nè. Đó đâu, anh mắng nó chở nhiều quá đâu. Rồi, cho biết tưởng ưu tiên ông già. Ưu tiên người già. Dữ thôi mà, mấy con trẻ mới có 35 tuổi thôi à. Ok, mời mọi người nha. Ngon thiệt chứ bộ. Sau một năm dịch bệnh mà ở nhà hoài á, ngày nào cũng nấu cơm, thì tay nghề của Lộc đã nâng lên một chút xíu đó mọi người. Chứ trước đây Lộc nấu ăn rất là dở. Bởi vậy là trước khi qua Mỹ á, Lộc đã đi học qua một cái khóa nấu ăn cơ bản để mình biết chút xíu về nấu ăn á. Đó, nên là học thì học vậy chứ mình cũng không có biết nấu nhiều đâu mọi người. Học xong rồi trả thầy cô hết à mình. Nên là bây giờ mình muốn làm món gì thì mình sẽ lên Google và coi người ta làm như thế nào thì mình học, mình copy thôi. Đó. Mình đi học thực ra thì mình cũng quên hết nhưng mà vẫn biết một chút xíu về những cái cách thức làm á. Nên là học cũng có giá trị nha mọi người, chứ không phải là không phải là trả hết cho thầy cô, có học vẫn hơn mọi người ha. Ngon không thiếu. Qua Mỹ á, là lúc đầu Lộc qua Mỹ, Lộc tại sao Lộc đi học nấu ăn, bởi vì bình thường Lộc nấu ăn rất là dở. Cái thời sinh viên của Lộc á là Lộc chỉ biết tới cái món gọi là thịt ba chỉ rang cháy cạnh này, hoặc là thịt kho tàu, rồi rau cải luộc nấu canh vậy đó, chứ không có biết những cái món gì khác. Nên là Lộc đã quyết tâm đi học. Học thì để qua đây mình nấu nè. Mình rất là sợ qua Mỹ là không mình không có hộp đồ ăn ở bên này thì Lộc sẽ có thể tự nấu ăn. Đó, thì nhưng mà mọi người biết không, qua Mỹ á, trời ơi, Lộc rất là dễ ăn luôn, món nào Lộc cũng thích. Ở bên Mỹ là không có thiếu đồ ăn Việt Nam nha mọi người. Cơm tấm, cơm sườn, bún đậu, bánh tô cách, mọi thứ đều đã có hết. Phở, bánh, không có thiếu gì, rất là ngon luôn. Đó, bây giờ là mình sống ở bên này cũng rất là thoải mái. Nếu mà không có dịch á thì thỉnh thoảng mình không có nấu cơm ở nhà thì ra ở ngoài nhà hàng Việt Nam rất là nhiều mọi người. Không có việc gì phải lo lắng hết, không có sợ là không có đồ Việt Nam ăn. Mà đồ Mỹ ở đây là cũng rất là thích luôn. Anh lấy giấy. Đồ ăn của Mỹ rất là ngon nha mọi người. Bởi vậy là có thể là do cái người Lộc rất là dễ ăn á. Lộc ở bên này Lộc ăn đồ ăn Mỹ nè, Việt Nam nè, Hàn Quốc nè, Thái Lan nè, Nhật Bản nè, rất là nhiều mẻ nè, Mexico đó. Rồi rất là nhiều cái món ăn á mà Lộc món nào Lộc cũng thích hết đó. Bởi vậy là Lộc rất, cũng là người dễ ăn ha. Đó, với Lộc là có đồ ăn là đã là hạnh phúc rồi mọi người, không có cần phải gì nhiều. Có thiếu một món vợ quên nhà đó, mà món này mình chỉ có nói tiếng Việt thôi, không có nói được tiếng Anh. Thiếu món cày. Cày. Thiếu món thịt cày. Ok. Yeah, thịt cày thì cũng đúng rồi. Nói chung là ở Mỹ không có thịt cày nha mọi người. Nếu mà mọi người gặp người Mỹ đừng có bao giờ nhắc tới thịt cày nha. Tại vì ở bên Mỹ á, người ta rất là yêu động vật, nhất là con chó. Người ta nuôi chó, nuôi mèo ở trong nhà giống như thành viên của gia đình luôn. Mà nuôi chó, nuôi mèo ở Mỹ rất là mắc tiền nha mọi người. Con chó phải đi khám sức khỏe thường xuyên nè, rồi là mua đồ ăn của nó, là nó không phải là ăn đồ dư của mình đâu, mà nó ăn đồ riêng của nó. Trước đây là đồ hộp sẵn nha, bây giờ là đồ còn có phải đồ đông lạnh, đồ tươi nữa về mình nấu nữa, nấu cho nữa, mà nấu ngon sạch sẽ nha mọi người. Bởi vậy là nếu mà gặp người nước ngoài mình đừng có nhắc tới thịt cầy nha. Người ta sẽ rất là ghét á, đúng không? Dạ đúng. Mỗi lần Lộc đi leo núi á thì ở người Tây á, người ta dắt theo chó đi leo núi để tập thể dục á, mà khi mà trở về con chó nó mệt đó mọi người, người ta bế con chó lên người nè, đó, bế giống như một baby vậy đó, rất là cưng luôn, cưng dễ sợ luôn đó mọi người. Ví dụ đi qua cái suối nước á là người ta bế con chó lên á, đó, đó.
mà tắm rửa sạch sẽ, chó nó sẽ leo trèo trong nhà, trong cửa lên giường của mình, tại vì con chó khi trước khi vào nhà là người ta đã tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi đó, nên là chó ở Mỹ rất là sạch cho mọi người. Hôm qua là ăn một bữa cua đã rồi mà bữa nay cũng đã không kém nha mọi người. Ngon không? Ngon. Còn rất là nhiều thịt cua luôn. Ví dụ mà mình gia đình mình mà mua một con cua như thế này về ăn ăn á, thì cái phần chân thì mình ăn thịt rồi không nói, mà cái phần body nó á, thì mình sẽ lấy một phần thịt để mình chiên với cơm ăn như thế này rất là ngon nha mọi người. Có nước mà. Ăn đi. Nói chung là theo ý kiến của Lộc thôi nha. Nếu mà cái con hải sản như thế này á, mình hấp thì là ngon nhất rồi. Hấp là nó giữ lại cái độ tươi, độ ngọt của nguyên chất của cái con cua á, mình xào, mình chiên rồi các thứ thì nó sẽ phá cách đi một chút xíu. Ví dụ mình tách ra mình xào với tỏi chẳng hạn thì nó sẽ ám cái mùi tỏi vào thì nó sẽ mất đi cái mùi vị thơm ngon của cái con cua này. Con cua này thì mình chỉ cần cho chút xíu sả, gừng và bia mình hấp lên đó, cho như vậy hấp thì là đã là rất là thơm ngon rồi đó. Mà cái con cua này nó, cái thịt nó đã có độ ngọt của thịt nha, rồi có hơi mặn mặn của biển nữa, trời ơi rất là ngon. Khỏi cần chấm cũng ngon rồi, nếu mà mình thích chấm á, muối tiêu chanh cũng là đã là hết sảy rồi đó. Có thêm thì thêm bơ ha đó. Đó là theo cái khẩu vị của hai vợ chồng Lục. Còn tất nhiên là mỗi người sẽ có một khẩu vị riêng đó mọi người. Còn riêng về hải sản, tôm cua cá rồi nói chung là riêng về hải sản thì Lục sẽ hấp phần nhiều hơn là sẽ xào chiên nấu. Nói chung cũng tùy, nhưng mà đa số là Lục thích hấp, đúng rồi, mực cũng thích hấp hơn nè. Tôm cũng vậy, cua cũng vậy. Việt Nam như là xúc xắc. Ngon xuất sắc. Nó cho cái tên vua hoàng đế là đúng rồi, hoàng đế là cao nhất phải không nha. Vua hoàng đế. Trời ơi, nước thơm cũng ngon quá trời rồi. Uống tới đầu nó mát tới đó luôn đó mọi người. Ok mọi người ơi, vậy là tới đây thì video của Lộc cũng đã dài lắm rồi. Hai vợ chồng Lộc gửi lời cảm ơn tới mọi người đã coi video và ủng hộ cho vợ chồng nha. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng Lộc nữa nha. Rồi cảm ơn mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho vợ chồng nữa nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn. Cười cái để chụp hình.